Bản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể các bác ạ. Đấy thì buổi chiều ngày hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2021 thì em Hồng lại xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác một em siêu phẩm mới vừa được zin từ trên dàn máy xẻ xuống, để em Hồng phải nhanh tay để giới thiệu đến toàn thể các bác luôn này. Đấy là một tấm hương nhá. Tấm hương đây các bác. Hàng thì độ dày chỉ 20cm thôi, nhưng mà hàng quá là nục nà, quá là đẹp luôn các bác ạ. Thì sau đây em sẽ nhờ một bác thợ đo thông số và kích thước của tấm hương này cho toàn thể các bác cùng xem. Đo từ gốc lại trước bác. Đo từ đầu gốc lại nhá. Đấy. Sẽ đo từ đầu gốc lại này. Rộng bao nhiêu ạ? 2m28. Rộng 2m28. Đoạn giữa này. Đoạn giữa. Đoạn giữa là 2m28. Rộng đoạn giữa cũng 2m28 các bác ạ. Rất là rộng. Đầu ngọn bao nhiêu ạ? 2m08. Đầu ngọn 2m08. Rất là rộng phải không ạ các bác? Hàng quá long lanh này, chun này. Đấy. Bác kéo luôn chiều dài nha. Chiều dài là 4m03. À, chiều... 4m34. Chiều dài là 4m34. Có chiều dài là 4m34 các bác ạ. Chiều dày là 20 phân. Đây độ dày chính xác này. Độ dày chính xác là 20 này. 25. Hàng bên em mới xẻ xong này. Đang rất là tươi luôn các bác ạ. Hàng mới và xẻ xong nhá. Chun này các bác nhìn thấy chưa. Chun vân, chun sọc này rất là nhiều luôn này. Đấy. Theo như các bác cũng đã biết thì cái dòng hương này là một dòng hương rất là hương này bên em gọi là hương vân nha các bác, hương vân nhá. Dòng hương chun của nó rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, màu của nó thì đỏ nhẹ đấy. Đây em sẽ đo quay mặt dưới cho các bác cùng xem này. Đây là mặt nhỏ nha các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Mặt nhỏ con là 2m17. Rộng bao nhiêu ạ? Rộng 2m17. Rộng đầu gốc 2m17 các bác ạ. 2m17. Đoạn giữa là 2m06. Đoạn giữa là 2m06 các bác ạ. Đoạn giữa là rộng 2m06 nha. Đấy. Rất là rộng. Mặt dưới mà rất là rộng luôn các bác ạ. Đoạn ngọn của nó là 2m98. À 1m98. Đoạn ngọn có chiều rộng là 1m98. Đấy, các bác thấy chưa? Chun rất là đẹp nhá. Đấy. Thì theo như các bác cũng đã biết thì hàng nguyên tấm liền khối như thế này thì nó không phải là thông dụng, là một cái vật dụng mà nội thất nữa rồi các bác ạ. Đó là cái này bây giờ thì người ta chơi cái hàng nguyên tấm nguyên khối này thì được được gọi là thể hiện sự đẳng cấp. Đấy, thể hiện sự đẳng cấp và giàu sang phú quý đấy các bác nhá. Đấy, hàng nguyên khối nguyên tấm hiện nay đang hot nhất thị trường các bác ạ. Đấy. Thì tấm hương này mới được bên em zin từ trên dàn xẻ xuống này các bác này. Đấy. Hiện tại thì bên em đang tiến hành xẻ rất là nhiều cây, những cái cây hương 900 vanh này hoặc là những cái cây hương mà 1000 vanh thì đang tiến hành xẻ rất là nhiều đấy. Sắp tới đây thì bên công ty Hoàng Anh Tiến có kéo về nhiều cây cẩm hồng và cây hương vanh cực kỳ là lớn, nên là bác nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay liên hệ đến gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của bên em theo địa chỉ sau: cơ sở 2, đường tránh thành phố cầu sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Bản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.